Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bảo Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn vẽ admin điểm qua và tin chính trong ngày hôm nay. Xác nhận MU chính thức ký hai hợp đồng quan trọng. Ten Hag về Bắc Quay đón Van Dijk nước Pháp. Vấn đề nan giải ở MU đã được Ten Hag giải quyết và còn rất nhiều thông tin khác sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Xác nhận MU chính thức ký hai hợp đồng quan trọng cả Marcus Rashford và Diogo Dalot đều có thời hạn hợp đồng với Man United đến năm 2024. Thời điểm này, Rashford lẫn Dalot đều đang thăng hoa dưới sự dẫn dắt của Erik ten Hag. Đó là lý do khiến cho ban lãnh đạo Quỷ Đỏ muốn trói chân bộ đôi này lâu hơn. Xác nhận vấn đề này trên Twitter cá nhân, ký giả Fabrizio Romano cho biết Man United đang xem xét các bản hợp đồng mới cho Marcus Rashford và Diogo Dalot. Thứ sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu cần được thực hiện càng sớm càng tốt. Cuộc nói chuyện đã diễn ra. Ten Hag muốn cả hai là một phần của dự án lâu dài. Ông đã nói rất rõ ràng khi PSG theo đuổi Marcus vào tháng 8 năm ngoái, không đợi nào. Mới đây, Rashford lại tiếp tục góp dấu dày trong chiến thắng của MU trước Charlton ở cúp liên đoàn với cú đúp đẹp mắt. Đây cũng là bàn thắng thứ 15 của tiền đạo người Anh ở mùa giải này, tính trên mọi đấu trường. Anh đã ghi 7 bàn trong 6 trận gần nhất của MU, một phong độ khủng khiếp của Rashford. Ten Hag với quay đón Van Dijk nước Pháp Tương lai của Harry Maguire ở MU dưới triều đại Erik ten Hag dường như đang đi đến hồi kết và đội chủ sân Old Trafford đang tìm kiếm sự thay thế trẻ và chất lượng hơn. Theo tờ Eurosport, ban lãnh đạo MU sẽ trao toàn hoàn toàn quyền quyết định về nhân sự cho Erik ten Hag và chiến lược gia 52 tuổi sẽ đẩy đi những cái tên không nằm trong kế hoạch của ông. Trong số những cái tên đó, Harry Maguire là cái tên nổi bật nhất bên cạnh Wan-Bissaka hay Van der Beek. Với việc thanh lý Maguire, MU sẽ cần tìm người thay thế vị trí trung vệ người Anh Mục tiêu được quỷ đỏ đặt vào tầm ngắm là Asen Di trung vệ trẻ đang lên trong màu áo AS Monaco. Cầu thủ 24 tuổi này đang theo dõi bởi một số câu lạc bộ tại ngoại hạng Anh, bao gồm West Ham và Tottenham, nhưng MU đã tham gia các cuộc thảo luận với Monaco nhằm thuyết phục đội bóng nước Pháp. Với chiều cao 1m90 cùng khả năng phát động tấn công tuyệt vời, Di được các cổ động viên AS Romaco mệnh danh là văn đài của nước Pháp Mùa này, ngôi sao người Pháp đã có 17 lần ra sân tại League One, ghi một bàn đóng góp 3 đường kiến tạo, cùng với đó là 6 trận đá chính ở cúp C2 châu Âu. Thống kê gây choáng của Eric Ten Hag Eric Ten Hag đang giúp MU đi đúng hướng vào lúc này, thậm chí đã có một số người tin rằng họ có thể cạnh tranh với ngôi vô địch ngoại hạng Anh. Thống kê chỉ ra vị chiến lược gia người Hà Lan có tỷ lệ thắng tuyệt vời, lên đến 72% sau 25 trận đầu tiên của mình cùng quỷ đỏ, con số này cao hơn đáng kể so với cựu huấn luyện viên của Chelsea, Thomas Tuchel hay những huấn luyện viên tài ba khác trong 25 trận đầu ở ngoại hạng Anh như Pep Guardiola của Man City, Jurgen Klopp của Liverpool, Mikel Arteta của Arsenal hay là Antonio Conte của Tottenham. Vấn đề nan giải ở MU đã được Ten Hag giải quyết. MU đã có thêm được một chiến thắng nữa tại ngoại hạng Anh. Việc quỷ đỏ có được phong độ thăng hoa nhờ vào công rất lớn đến từ hàng phòng ngự ở những trận đấu vừa qua. Đề ga của MU đã có trận đấu giữ sạch lưới thứ 8 từ đầu mùa giải chỉ sau 17 trận đấu, con số họ đã đạt được ở mùa giải năm ngoái sau 38 trận đấu. Có thể thấy hàng thủ của MU đang cho thấy sự khác biệt rõ rệt so với mùa giải năm ngoái với sự xuất hiện của Casemiro và Lisandro Martinez. Quỷ đỏ đã nhận 4 thất bại ở ngoài hạng Anh để thủng lưới tổng cộng là 15 bàn thua. Đó đều là những trận đấu mà họ để vỡ trận. Dù vậy, đoàn quân của Eric Ten Hag chỉ phải nhận 5 bàn thua trong 13 trận còn lại, mấu chốt dẫn đến vị trí thứ tư hiện tại trên bảng xếp hạng. Sự xuất hiện của Casemiro và Martinez cùng với đẳng cấp của Varan đã hạn chế áp lực dành cho đề ga. Thủ thành người Tây Ban Nha vẫn cho thấy sự xuất sắc của mình với tổng cộng là 7 pha cản phá ở hai trận đấu gần nhất. Điều này không chỉ giúp MU có được sự an toàn nơi tuyến dưới mà còn an tâm ở mặt trận tấn công. Ten Hag thực sự đã giải quyết được vấn đề nan giải bao lâu nay của MU, điều mà Sosa hay Rangnick đã không thể làm được. Ở bóng đá thực dụng ngày nay, việc phòng ngự luôn được ưu tiên và nó là chìa khóa đã giúp MU có được phong độ ấn tượng trong thời điểm hiện tại. Quỷ đỏ đang sở hữu hàng thủ tốt thứ tư giải đấu và họ đã tận dụng rất tốt những cơ hội cho đối thủ dưới cơ để giành tối đa điểm số. Với việc chỉ còn cách đội đầu bảng Arsenal 9 điểm, MU hoàn toàn có thể nghĩ về cuộc đua vô địch dù Ten Hag đã tuyên bố mục tiêu của họ chỉ là top 4. Việc có được hàng thủ vững chắc đã đem đến quả ngọt cho thầy trò Ten Hag và họ cần duy trì điều này để hướng tới những tham vọng lớn hơn trong thời gian tới. Hàng phòng ngự của Quỷ Đỏ sẽ được kiểm nghiệm thêm một lần nữa khi đối đầu với Haaland của Man City ở vòng đấu tới, cái tên đã ghi hat-trick vào lưới của De trong trận lượt đi. Điểm tích cực khác biệt của MU thời Ten Hag. MU của Ten Hag chưa phải là câu lạc bộ hoàn hảo trên mọi khía cạnh, nhưng đội bóng đang từng bước phát triển tốt qua từng trận đấu. Huấn luyện viên Quỷ Đỏ ít đang chứng kiến các cầu thủ đội nhà tuân thủ và áp dụng được triết lý mà Ten Hag mong muốn. Đội bóng pressing đồng bộ có tổ chức và hiệu quả hơn, những tình huống phối hợp hay các pha chuyển bóng xuyên tuyến bắt đầu mang lại kết quả tốt hơn. Đó là vài phần trong sự thay đổi đáng chú ý của đội chủ sân Old Trafford. Điểm tích cực mang lại khác biệt tốt nhất của tập thể Quỷ Đỏ hiện so với những mùa giải trước nằm ở đóng góp và lối chơi chung của các tân binh. Hè 2022, MU chưa mộ 6 cầu thủ và hầu hết sớm tạo ra tầm ảnh hưởng tại câu lạc bộ. Dễ dàng kể ba trường hợp xuất sắc nhất là Martinez, Eriksen và Casemiro, cả ba chính là trụ cột của MU vào thời điểm hiện tại. Thật đáng kinh ngạc tam tấu tân binh tại Old Trafford lại có thể nhanh chóng hòa nhập và mang lại đóng góp quan trọng cho đội bóng chủ quản. Đây là điều không thường nhận thấy ở các mùa giải trước đó bởi MU thường hứa ở rất nhiều thương vụ. Sau thời xa Alex, MU có nhiều thương vụ thất bại hơn là thành công. Điều khiến các tân binh hiếm khi tỏa sáng sau một mùa giải chứ đừng nói là đến chuyện ngay lập tức ghi dấu ấn ở mùa giải đầu tiên Thế nhưng, điều tệ hại ấy không còn vào thời điểm hiện tại. Những tân binh MU mua về ở phiên chợ hè 2022 đang chơi xuất sắc. Việc Martinez, Eriksen hay Casemiro nhận giải cầu thủ hay nhất tháng và những thành quả xứng đáng cho nỗ lực của họ. Anthony chưa được vinh danh, nhưng anh là chân chạy cánh phải số 1 tại Old lúc sau đang có phong độ cực kỳ cháy. Tầm ảnh hưởng của những chương kỳ mới tại Old là không thể bàn cãi, điều quan trọng này giúp quỷ đỏ càng chơi càng ổn định. Casemiro bản hợp đồng thành công nhất thập kỷ của MU. Có lẽ không nhiều người dự đoán được Casemiro sẽ đến Old Trafford vào mùa hè 2022 cho đến khi MU chính thức công bố. MU mất một khoản phí 65 triệu để sở hữu một cầu thủ đã qua độ tuổi sung mãn nhất, nhưng đó là số tiền được chi tiêu hợp lý. Các chuyên gia đều chỉ ra vấn đề của MU ở hàng tiền vệ khi không có một số 6 thực sự trong đội hình. Và thay vào đó, McTominay cùng phép thường xuyên được sử dụng để bổ trợ cho nhau. Kể từ khi Casemiro bước chân vào Old anh đã có những màn trình diễn bùng nổ khiến người hâm mộ quỷ đỏ phải phấn khích. Cựu cầu thủ Real Madrid rõ ràng muốn đưa MU trở lại nơi họ thuộc về, thậm chí anh còn hối thúc quỷ đỏ hành động sau khi họ nhận thất bại thảm hại trước Brentford và Casemiro nổi bật cho thấy phẩm chất và khả năng lãnh đạo tuyệt vời của mình ở Old Trafford. Ten Hag chắc chắn sẽ hướng đến thị trường chuyển nhượng cho một tiền vệ khác, nhưng Casemiro vẫn đảm bảo vị trí chính thức bởi chất lượng sự bền bỉ, tổ chức thủ lĩnh và sự hiện diện đáng gờm của một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Tuyển thủ Brazil được biết đến là một tiền vệ phòng ngự, nhưng tại MU anh cho thấy mình còn làm được nhiều hơn thế, bởi với khả năng chuyển bóng, tham gia tấn công, tung ra những đường chuyển sắc bén lẫn ghi bàn. Casemiro chắc chắn sẽ là trung tâm trong kế hoạch của Ten Hag và là trụ cột của hàng tiền vệ quỷ đỏ, nơi anh thể hiện được sự toàn diện của mình. Bên cạnh khả năng đánh chặn không biết mệt mỏi và phá vỡ lối chơi của đối phương đã được biết đến từ lâu, Suốt thập kỷ qua, MU đã thực hiện không ít thương vụ bom tấn, nhưng cho đến lúc này, Casemiro có lẽ là thương vụ đáng đồng tiền bắt gạo nhất của họ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!